Xin kính chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay lại tiếp tục đến nhà của em Duy để quay giới thiệu cho quý vị và các bạn một số mai nha quý vị. Đây, chào Duy. Dạ, chào anh Tấn. Chào cô chú anh chị ha. Hôm nay em có một số mai phôi muốn giao lưu cùng chú anh chị ha. Địa chỉ của em là ở ấp xã Hòa Định, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang ha. Số điện thoại của em là 0931156383. Hình thức của em là bao sóng, bao ship toàn quốc ha cô chú anh chị. Rồi. Dạ. Vào mã số đầu tiên là mã số 1 nha quý vị. Dạ, mã số 1. Rồi, cái hoành em đó. Dạ, hoành này là 24 rưỡi, tính 24 thôi nha cô chú anh chị. Cao 95. Rồi. Sẽ xe quý vị ngắm nghía kỹ thân cành em này ha. Thân cành đẹp nè. Đó, cành phóng ngay ức luôn ha. Lưng thì có hồi luôn. Bể đế đây quý vị. Để đặt hết trơn nè. Đó. Ok ha, để đẹp ha. Rồi, em này giao lưu như em. Dạ, mã số 1 giao lưu giá 1 triệu 2 ạ. 1 triệu 2 quý vị. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, tiếp tục mã số 2 luôn nha quý vị. Dạ, mã số 2 chiều cao 63. Hoành 23. Rồi, 23 hoành. Thân cành cũng đẹp đấy ha. Còn để đây. Nó đen nguyên bệ luôn. Rồi, giao lưu nhiêu đen? Dạ, mã số 2 giao lưu giá 900 ạ. Rồi, lên số 3 luôn. Rồi, mã số 3 quý vị. Chiều cao 52. Hoành 19 ạ. Rồi 19 hoành. Ngắm nghía kỹ dáng cành em đó ha. Rồi bề đế đây. Rồi giao lưu nhiêu em? Dạ mã số 3 giao lưu giá 650 thôi ạ. Rồi 650. Rồi tiếp tục luôn. Mã số 4 ha. Dạ, mã số 4. Chiều cao là 45. Hoành 13 thôi ạ. Rồi, 13 hoành. Rồi, bề đế rồi quý vị. Rồi, giao lưu nhiêu đây em? Dạ, mã số 4 giao lưu giá 200 thôi ạ. Rồi, xuống cây luôn. Giá yêu thương ha. Dạ, giá rẻ cho cô chú chị chơi. Dạ. À, số 5. Mã số 5 chiều cao là 57. Quần eo là 25 ạ. Rồi, 25 đúng luôn rồi quý vị. Chị ngắm nghía kỹ thân cành em đó ha. Đó, dòng đây ha. Chị ngắm nghía kỹ ha. À, thấy hợp nhãn mã nào cái lô tôi tiếp em Duy ha. À, số điện thoại của em Duy thì để phần tiêu đề quý vị. Rồi, để kinh đế ha. Rồi, giao lưu như đêm. Dạ, mã số 5 giao lưu 950 thôi ạ. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, tiếp tục mã số 6 luôn. Rồi, mã số 6 quý vị. 6, chiều cao 60. Dạ, hoành ở đây là 21,5 ạ. Rồi, 21,5 hoành. Rồi, giao lưu nhiêu đêm? Dạ, mã số 6 giao lưu giá 900 thôi ạ. Rồi, xuống cây luôn, bị đế luôn ha. Dạ. Rồi, mình lên mã số 7 luôn. Dạ, mã số 7, chiều cao 57. Hoành ở đây là 24,5 ạ. Rồi, xe xe luôn. Chị ngắm nghía kỹ ha, thân cành để em nó ha. Đó. Dòng nữa quý vị ngắm nghe kỹ nha. Rồi, để đây. Rồi, giao lưu nhiêu đêm? Dạ, mã số 7 giao lưu giá 1 triệu thôi ạ. Rồi, xuống cây luôn, 1 triệu. Rồi, tiếp tục mã số 8 luôn.
Dạ, mai số 8 ạ. Chiều cao 60. Hoành là 19 ạ. Rồi. Dạ, đế sổ là 22. Thân cành lắc lắc lắc, tay cành có ha. Để nè. Rồi, giao lưu nhiêu em? Dạ, mã số 8 giao lưu 500 thôi ạ. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, tiếp tục mình lên mã số 9 luôn. Mã số 9 nào quý vị? Mã số 9, chiều cao là 48. Hoành là 19 rưỡi ạ. Rồi. Cái củ nạc ha. Dạ, củ nạc. Củ nạc 48 ạ. Ở cái củ nạc đây quý vị. Rồi, giao lưu nhiêu em? Dạ, mã số 9 giao lưu 650 ạ. Rồi, xuống cây luôn. Tiếp tục luôn ha. Mã số 10. Dạ, chiều cao là 55. Hoành là 19 rưỡi luôn ạ. Rồi, 19 rưỡi hoành. Để đế rồi quý vị. Rồi, giao lưu nhiêu đây em? Dạ, mã số 10 giao lưu 600 thôi ạ. Rồi, xuống cây luôn, 600 ngàn. Rồi, mã số 11. Dạ, chiều cao là 60. Dạ, hoành là 21 ạ. Rồi, 21. Rồi, để luôn. Đế đặc anh ha. Dạ, đế đặc lắm. Cộng đế to lực lắm ạ. Rồi, giao lưu nhiêu em? Dạ, mã số 11 này giao lưu giá 750 thôi ạ. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, mã số 12. Dạ, mã số 12 ạ. Dạ, chiều cao là 45. Dạ, hoành đây là 19 ạ. Rồi, 19 hoành. Rồi, để luôn. Rồi, giao lưu như em? Dạ, mã số 12 này giao lưu 300 ngàn thôi ạ. Rồi, cho cô chú anh chị đi chơi. Rồi, mã số 13 luôn. 13 sao em? Rồi, mã số 13. Dạ, mã số 13. Chiều cao là 67. Dạ, hoành là 23 rưỡi ạ. Rồi, 23 rưỡi hoành. Mình lắc tay cạnh duyên dáng ở hang đế chứ cũng đẹp luôn nè. Đế nôm ạ. Nó nghe kỹ ha. Dáng nó nè. Dạ, nồi đế là 92 ạ. Rồi, cái nồi đế nè. Đó. Rồi, giao lưu nhiêu em? Dạ, mã số 13 này giao lưu giá 800 ạ. 800, rồi, xuống cây luôn. Rồi, tiếp tục lên 14 luôn. Dạ. Cây nhỏ, giá mềm đây. Rồi. Chiều cao 43. Dạ, hoành là 17 ạ. Rồi, 17 hoành. Đế nguyên cục luôn ha, của chú anh chị. Rồi, vô cái cục đế nó ra quý vị. Đây, để nó ha. Rồi, giao lưu nhiêu em? Dạ, cây mã số 14 này giao lưu giá 250 ạ. Rồi, lên 15 luôn. Dạ, mã số 15, chiều cao 57. Hoành ở đây là 23. Rồi, 23. Để ha, kính nữa nè. Rồi, giao lưu như em. Dạ, mã số 15 này giao lưu giá 900 ạ. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, lên mã số tiếp theo luôn. 16.
16 ha. Dạ, mạch số 16 ạ. Chiều cao là 61. Hoành là 21 ạ. Rồi, 21 hoành. Rồi, bệ đế quý vị. Rồi, giao lưu như em. Dạ, mã số 16 là giao lưu giá 650 ạ. Rồi, 650. Rồi, tiếp tục lên 17 luôn ha. 17 ạ. Chiều cao là 61 ạ. Hoành đo đây là 20 ạ. Rồi. Đạo diện không nghĩ ha. Để cho cái cò nó. Rồi, giao lưu như em. Dạ, mã số 17 này giao lưu giá 750 ạ. Rồi, 750. Rồi, tiếp tục luôn. Số 18 luôn. Chiều cao là 60 ạ. Hoành ở đây là 20,5 ạ. Rồi, 20,5 hoành. Thân lắc tại cành đẹp quá nè ha. Viền dáng ha, để nè quý vị. Đó. Rồi, giao lưu như em. Dạ, mã số 18 này giao lưu giá 600 ạ. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, lên 19 luôn. Dạ, 19 chiều cao 60. Hoành là 21,5 ạ. Rồi. 21,5 hoành. Bệ đế ha. Rồi, mình giao lưu như em. Dạ, mã số 19 này giao lưu giá 500 ạ. 500 ạ. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, tiếp tục 20 luôn quý vị. Chiều cao là 60 ạ. Hoành đo đây là 22,5 ạ. Rồi, 22,5 hoành. Tay cạnh đều ha. Rồi, cái cụ đế nè quý vị. Đó, đây là bự 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 ha. Cái này chịu chống có đủ luôn ha. Rồi, giao lưu như em. Dạ, mã 20 giao lưu giá 850 ạ. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, lên 21 luôn. Dạ, mã 21 chiều cao là 60. Hoành là 21 ạ. Rồi, 21 hoành. Rồi, giao lưu như em. Dạ, mã 21 giao lưu giá 450 thôi ạ. Rồi, lên 22 luôn. Hai hai chiều cao 58. Hoành 27 ạ. Rồi, 27 hoành luôn nha quý vị. Này co lắc tay cành quý vị ngắm nghía kỹ ha. Cũng lạ lạ ha. Đó. Nhìn ngắm nghĩ kỹ ha. Rồi, để luôn à, quý vị. Để đây. Xây xây tiếp luôn. Để đặt để luôn ha. Rồi, giao lưu như em. Dạ, mã 22 này giao lưu giá 1 triệu thôi ạ. Rồi, 1 triệu ha. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, mã số tiếp theo luôn. Số 23. Rồi, cái chiều cao luôn ha. Chiều cao giá 46. Ô, chiều cao 46 ạ. Rồi, cái hoành luôn em. Dạ, hoành này là 18 ạ. 18 hoành ha. Đó, thân lắc tay cành có ha. Để đây. Rồi, xe. Để giờ để quý vị.
Rồi, giao lưu nhiêu đêm? Dạ, mã 23 này giao lưu giá 500 thôi ạ. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, mã số 24 luôn. Rồi, chiều cao luôn. Dạ, 24 chiều cao là 59. Rồi, cái hoành luôn. Dạ, hoành là 22 rưỡi ạ. Rồi, 22 rưỡi hoành. Quý vị ngắm nghe kỹ co lắc tay cành luôn ha. Đó, tay cành thả cũng đều nè. Cái co này. À, để còn lực lực không ha. Rồi, giao lưu nhiêu đêm? Dạ, mã 24 này giao lưu giá 650 ạ. Rồi, xuống cây luôn, 650 quý vị. Giá này yêu thương quá nè. Dạ, giá rất là mềm luôn ạ. Quý vị trong quá trình xem, quý vị ưng ý alo gấp ha. Chiều cao là 66 ạ. Rồi, hoành này là 23 rưỡi ạ. Rồi, 23 rưỡi hoành, mã số 25. Đó, co lắc tay cành có hàng đế cộng bự bự luôn. Ờ, em bỏ. Sao? Dạ, bỏ cắt cái này được không? Này, cái này quay... số 1 rồi. Cái gì? Rồi, để luôn à, quý vị ơi. Em dạ. Nghĩ kỹ để lại cái hàng. Đó, để cộng bự bự luôn ha. Mã này 25 ạ. Rồi, để trẻ ha. Rồi, giao lưu như em. Dạ, mã 25 này giao lưu giá 750 thôi ạ. Rồi, 750. Rồi, tiếp tục luôn, 26. Dạ, 26 chiều cao 47. Dạ, hoành là 20 ạ. Rồi, 20 yếu một dạch. Dạ, yếu một dạch. Em này đế nó cộng nào nấy bự bự không ha. Đó. À, rất là lực luôn ạ. So với cái thần nó thì đế cũng bằng cái thần luôn đó. Rồi, mình giao lưu bao nhiêu em? Dạ, mã 26 này giao lưu giá 800 thôi ạ. 800 rồi, xuống cây luôn. Rồi, tiếp tục luôn. Số 27 ha. Này cái đế cũng dữ ạ. Chiều cao là 49. Rồi, hoành của nó là 24 hơn ạ. Rồi, 24 có hơn. Dạ. Còn cái bệ đế ra quý vị. Đó. À, quay ngoài nắng quý vị thấy sáng trưng luôn ha. Bao nhiêu cộng thấy rõ ràng hết rồi đó ha. Để đặt ha. Rồi, giao lưu nhiêu đêm? Dạ, mã số 27 này giao lưu giá 1,1 triệu thôi ạ. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, tiếp tục luôn em. Tàn lỡ lỡ ha. Cô chú anh chị cây tàn lỡ ạ. Số này 28. Chiều cao là 113. Hoành là 23 rưỡi ạ. Rồi, 23 rưỡi hoành. Cành đều luôn ha. Bệ đế thì đặt luôn đây quý vị. Đó. Rồi, giao lưu như đêm. Dạ, mã số 28 này giao lưu giá 1,1 triệu ạ. 1,1 triệu của gì ơi. Rồi, dạ, xuống cây luôn. Chắc dễ chơi ha. Dạ, rồi, dễ chơi. Lên 29 luôn. Đó. Tông cao cao đây, tay cành có ha. Dạ, 29. Chiều cao là 117. Rồi, nhà hoành ở đây là 26 ạ. Rồi, xe xe luôn, 26 hoành. Rồi, thân cành luôn rồi quý vị. Rồi, đế luôn. Rồi, giao lưu như em. Dạ, mã 29 này giao lưu giá 900 thôi ạ. 900, rồi, xuống cây luôn. 30 luôn. Cái tàn cũng lỡ lỡ ha. Mã 30 cũng là mã cuối cùng ha. Cuối clip hôm nay quý vị ơi. Đã chiều cao là 116. Hoành là 24 rưỡi, gần 25 ạ. Rồi, 24 rưỡi hoành. Đây, thân cành quý vị ngắm nghía kỹ thân cành em nó ha. Cành đều hết trơn ha. Nắng
quá nắng quý vị, khi đôi lúc nó bị chá ha. Rồi xem tiếp luôn đi em. Rồi giao lưu như đen. Dạ, mã 30 này em giao lưu giá 1,2 triệu ạ. Rồi, giờ là gì muốn nói với quý vị không gì? Dạ, thì em cũng cảm ơn cô chú anh chị clip vừa qua đã có ủng hộ em ha. Rồi gửi cho lời chúc sức khỏe tới cô chú anh chị. Nếu mà cô chú anh chị thấy mã nào hợp nhãn với mình để về chơi thì cô chú anh chị liên hệ với em qua số điện thoại Zalo ha. Dạ, cảm ơn cô chú anh chị. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại quý vị clip sau.